Tuấn Triều, anh Thơ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Gắn bó với điều lành, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Roma đoạn 12 từ câu số 9 đến câu số 13, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tình yêu thương phải thành thật, hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em, hãy hết lòng kính nhường nhau. Hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong hy vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bên lòng mà cầu nguyện. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Câu gốc hôm nay được chép trong Roma đoạn 12 câu số 9. Tình yêu thương phải thành thật, hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Khi đổ xe gần một cánh đồng trống và băng qua đó để về nhà, chúng tôi hầu như luôn bị dính một ít cây ké đầu ngựa trên quần áo, đặc biệt là vào mùa thu. Những kẻ quá gian, nhỏ bé này bám vào quần áo, giày dép hoặc bất cứ thứ gì đi ngang qua, rồi được mang đi khắp nơi. Đó là cách tự nhiên để phát tán hạt giống ké đầu ngựa trên cánh đồng địa phương của tôi và khắp thế giới. Khi cố gắng cẩn thận loại bỏ lũ ké đầu ngựa đeo bám, tôi thường nghĩ về thông điệp khuyên những người tin Chúa Giê-xu phải gắn bó với điều lành. Khi chúng ta cố gắng yêu thương người khác, điều đó có thể rất khó. Tuy nhiên, khi Đức Thánh Linh giúp chúng ta bám lấy điều lành với tất cả những gì mình có, chúng ta có thể đẩy lùi điều dữ và thành thật trong tình yêu thương của mình như Ngài chỉ dạy chúng ta. Hạt giống ké đầu ngựa không dễ rơi ra chỉ bằng một cái phủi tay, chúng sẽ bám lấy bạn. Và khi chúng ta tập trung vào điều lành, tập chú vào lòng thương xót, lòng trắc ẩn và mạng lệnh của Chúa, thì chúng ta nhờ sức của Ngài cũng có thể bám chặt lấy những người mình yêu thương. Ngài giúp chúng ta luôn yêu thương nhau thân thiết như anh em, nhớ đặt nhu cầu của người khác lên trước bản thân mình. Phải, những cây ké đầu ngựa này có thể gây thử thách, nhưng chúng cũng nhắc nhở tôi phải gắn bó với những người khác. Trong tình yêu thương và nhờ quyền năng của Chúa để nắm chặt lấy điều lành. Việc gắn bó với điều lành có thể giúp bạn yêu thương bạn bè, người thân khó thương ra sao? Tình yêu chân thành cũng là tình yêu lâu bền như thế nào? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa Giê-xu, xin nhắc nhở con hết sức gắn bó với điều lành. Con ao ước phản ánh tình yêu của Ngài cho tha nhân. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời của quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.